gặp trời mưa thì mưa nó sẽ ướt tầm ướt tả đảm bảo, thì chắc chắn rằng là những cái sản phẩm này nó sẽ ướt hết luôn các bạn, đúng không? Những sản phẩm này sẽ ướt hết. Thì khi các bạn ướt hết á, các bạn lưu ý cho mình á, một á, là các bạn sẽ lấy một cái khăn lau, lau hết cho mình nha. Nếu như các bạn bán tại chỗ lại thì các bạn lau hết cho nó khô, khô nước. Hoặc là các bạn để ngoài gió cho nó, cho nước nước nó sẽ nhiều xuống. Nhưng mà cái lưu ý của sản phẩm này á, là khi các bạn dọn dẹp mà khi trời mưa á, thì các bạn không biết, các bạn cứ xả còi ra rồi các bạn cứ đè, các bạn cứ xả còi ra, xả còi ra rồi các bạn cứ đè xuống như thế này nè. Đó, rồi các bạn nhét vào bọc, nhét vào bọc đó, những sản phẩm này các bạn gom lại, các bạn nhét vào cái bọc, rồi các bạn đem về nhà, các bạn cất. Tại vì khi các bạn bán ngay mưa, hết mưa mà các bạn để 3-4 ngày á, thì cái sản phẩm này các bạn nó sẽ dính vào nhau, các bạn nó dính vào nhau. Nhưng mà để lâu nha các bạn, có thể là để khoảng, khi các bạn không có thời gian buôn bán nữa mà các bạn bán gặp mưa rồi, các bạn về có chuyện gấp, các bạn về nhà hay là đi về quê gì chơi để ăn Tết đó, thì các bạn để khoảng có 10 ngày nửa tháng lên, thì những cái sản phẩm này nó sẽ dính màu các bạn, nó dính lại với nhau thì nó sẽ ra màu các bạn. Ví dụ như màu hồng mà các bạn sập với màu đỏ như này, màu hồng mà các bạn có thể chen lẫn với màu xanh như này, các bạn đè kín lại, các bạn buộc bọc lại, thì nước mưa trong này còn các bạn, acid mà nó sẽ tẩy những cái chất màu này, nó sẽ dính vào những cái chất màu khác các bạn, nó dính màu dính vào đây, nó làm cho sản phẩm chúng ta xấu, chúng ta sẽ không bao giờ bán lại được lần thứ hai tại vì nó xấu lắm. Những cái sản phẩm đó khi các bạn dính thì các bạn có thể để làm linh kiện để sửa những cái con khác thôi, cắt ra những cái màu cùng giống nhau đó. Thì mình có làm rồi, những video trước rồi đó, các bạn cắt, các bạn lắp nữa thôi. Còn những trường hợp đó các bạn bán không được đâu, màu xấu lắm, rất là xấu đó các bạn. Thì đó là những lưu ý cho mình. Cái thứ hai là về bóng bạc á. Bóng bạc nè các bạn, cái con này đặc biệt nó ra màu nhanh hơn bóng phao. Khi các bạn gặp trời mưa, giống như nãy mình cũng nói cho các bạn nghe đó, khi gặp trời mưa mà các bạn dọn dẹp tới rồi, các bạn cứ để gì nè, ba bốn cái các bạn sắp lại gì nè, sắp cho nó gọn ghẽ gì nè đó, mình để ngay cho các bạn xem kỹ nè. Đó, các bạn sắp gọn ghẽ như thế này nè, các bạn sắp gọn ghẽ như thế này đúng không, sắp gọn ghẽ như thế này rồi các bạn để gì, các bạn bỏ vô bọc. Thì mình đảm bảo với các bạn đi chơi Tết về 10 ngày 15 ngày là các bạn gỡ, có thể là gỡ không ra luôn, nó dính vào nhau các bạn, nó dính vào nhau, có thể nó ra màu hết, nó trắng bông này ra màu hết luôn đó. Thì trong cái việc buôn bán lúc trước của mình có gặp những cái gì mà lưu ý, thì hôm nay nói chung là mình nói được, mình hỗ trợ được các bạn cái gì thì hỗ trợ, nhiều khi các bạn gặp họ các bạn biết cách thực xử lý. Thì những trường hợp này á, một khi các bạn đã dọn dẹp về rồi, nếu đã các bạn bán trong ngành thì các bạn những cái vốn lời của mình là nằm trong những cái sản phẩm này hết, những cái vốn lời nằm trong sản phẩm này hết, thì các bạn phải biết cách xử lý những cái sản phẩm này để khi lần sau các bạn bán mà sản phẩm vẫn đẹp mà các bạn lấy được lợi nhuận, thì khi đó các bạn mới có lợi nhuận và lời cao được đó. Còn như các bạn nghĩ ở bán này lời quá rồi, các bạn đem về nhà các bạn dục đâu dục, thì đó tùy theo các bạn thôi. Ở đây là mình nói về vấn đề tiết kiệm và vấn đề xử lý về trời mưa. Thì những cái sản phẩm khi gặp trời mưa như thế này về thì các bạn phải dùng cho mình một người lau, các bạn lau cho thật kỹ ra nha, lau sạch cho những nước mưa, lau sạch nước mưa, miếng vải lau vào cái thùng đó, thấm hết nước mưa ra. Rồi các bạn có thể làm một sợi dây trong gia đình, trong nhà của mình, nhà mình có đi chơi á, đây có đi về quê chơi ăn Tết này kia, thì các bạn phải dùng một sợi dây để các bạn treo lên, giống treo quần áo các bạn phơi lên, mà phơi trong mát nha các bạn, phơi trong mát trong nhà mình á, thì gió sẽ đưa những nước hạt nước mưa nó sẽ rớt xuống, thì sản phẩm chúng ta khô các bạn đó. Khô thì nó khi các bạn đi quậy lên nó 3-4 ngày hoặc 5-10 ngày sau các bạn lên á, thì sản phẩm nó sẽ không dính nhau nữa, nó không dính được các bạn, không dính nữa thì các bạn làm sao các bạn bơm lên bán rất là đẹp. Đó là những điều lưu ý của mình. Đây mình nhắc lại nè, khi các bạn bán gặp trời mưa các bạn phải xử lý thế nào, các bạn phải có một cái giải lao lau thun nha, các bạn lau sạch nước mưa hết. Nếu như các bạn bán tại chỗ thì bán cho khách luôn cũng được đó. Còn nếu như các bạn mà đã dọn dẹp rồi, các bạn có việc đi về quê ăn Tết này kia, thì các bạn phải lau sạch. Nếu như các bạn không có thời gian lau nữa thì các bạn có thể làm một sợi dây gì đó, sợi dây căng trong nhà, rồi các bạn dùng cái sản phẩm này nè, các bạn treo lên giống như treo quần áo mình vậy nha, cả hàng phao luôn, hàng phao và cái bóng bạc này, các bạn phải treo lên đó, để cho nó không ra màu, các bạn không ra màu thì nó không dính vào nhau, thì lần sau các bạn bơm các bạn bán rất là ok đó các bạn. Hoặc là mình đây cũng là áp dụng cho những ba mẹ luôn, khi ba mẹ mua về mà
Rồi, chắc mình nghĩ là ba mẹ cũng không có thời gian mấy đâu, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn về cách buôn bán vậy thôi. Đó. Rồi. Cách mưa gió này các bạn cũng có thể áp dụng cả cái đồ chơi mình luôn nha các bạn. Cái đồ chơi mình cũng vậy luôn á. Đồ chơi dùng pin hay đồ chơi bất cứ này kia. Rồi, hôm nay mình chỉ nói chung về cái hàng bạc, những hàng phao về cách xử lý khi gặp trời mưa thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới.